Vâng, thì bây giờ xe bưu điện cũng tới thôi cô chú anh chị và các bạn. Xe bưu điện cứ đến hàng lại lên. Vào đúng giờ này thì tới chợ hàng nha cô chú anh chị và các bạn. Xe bưu điện đến hàng lại lên. Đúng giờ này lại tới thì chở hàng nha cô chú anh chị và các bạn, chở hàng thục nha. Vâng, thưa cô chú anh chị thân mến, xem kênh cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Thì xe bưu điện đúng giờ này lại đến chợ hàng nha cô chú anh chị và các bạn. Dạ, lúc nào đến cũng chở hàng khủng đi nha. Đây ngoài trời gái là nắng 37, 38 độ C, nhưng mà những anh bưu điện ở đây rất là siêng năng luôn cô chú anh chị và các bạn, cũng như là người nhà của chị Hồng Loan, rất là dễ thương luôn cô chú anh chị và các bạn. Điển hình như cái anh trai đang lấy hàng ở đây nói chuyện rất là dễ thương luôn. Những đó qua đang hồ điệp á, thì còn rất là tươi luôn cô chú anh chị và các bạn, cùng nhau ký nhé, còn rất là tươi luôn, cho nên chị Hồng Loan không bỏ. Còn những cái hoa mà đã héo tàn của cô chú anh chị và các bạn, đành lòng phải bỏ. Nhiều cô chú anh chị lên chửi, nói qua là tấm lòng của khán giả gửi tặng cho Quỳnh Nam Vũ Linh mà sao bỏ như vậy. Xin thưa, không bỏ thì làm cái gì, đúng không? Phải đành lòng phải bỏ. Thì bây giờ cũng sắp chuyển hàng xong rồi nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, đã chuyển hàng xong rồi nhé. Bữa nay chuyển hàng đi rất là nhanh luôn cô chú anh chị và các bạn. Vâng, xe bưu điện chuyển hàng đi rất là nhanh luôn. Vâng, thưa cô chú anh chị ăn mến, nó kêu đang quay tại nhà cũng còn anh chị lên nhà của chị Hồng Loan thôi cô chú anh chị và các bạn thân mến. Về cái vấn đề những cái đó qua, những cái đó qua thì nói chung á là tàn, chị Hồng Loan mới bỏ. Đây là toàn cảnh nhà cụ cậu Nam Vũ Linh lúc còn sinh thời nhé. Lúc còn sinh thời thì cậu Nam Vũ Linh ở đây. Vâng, bây giờ
Bây giờ trưa rất là nắng luôn cô chú anh chị và các bạn. Xe Bưu Điện bữa nay tới trưa. Vâng, thưa cô chú anh chị mến xem kênh, cho kênh một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Vâng, thì chúng ta cùng xem phía trước cụ nhà của chị Hồng Loan, nhà của cô Nam Vũ Linh. Có nhiều nguồn thông tin. Bây giờ anh Phương đi công chuyện về nhé, cô chú anh chị. Anh Phương là chồng của chị Bùm Bùm. Anh Phương là chồng của chị Bùm Bùm đi công chuyện về nhé, cô chú anh chị và các bạn. Anh Phương nói chung là đẹp trai nè, dễ thương nè, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ nhé. Anh Khoa nè, cô chú anh chị thật đẹp. Căn nhà của chị Hồng Loan thì có nhiều thông tin trái chiều hơn của chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhận xét kênh nào nói đúng, kênh nào nguyên chủ đề đúng á, thì cô chú anh chị và các bạn cứ xem. Nói chung á là câu like câu view mà. Cô chú anh chị cũng biết câu like câu view như thế nào rồi đúng không? Cho nên viết tiêu đề càng sôi nổi đồ này kia thì khán giả mới vô xem. Vâng, thì bây giờ người nhà đang chuẩn bị những cái đơn hàng, chuẩn bị gói những đơn hàng rất là tấp nập luôn. Nắng quá, anh Phương ra che xe lại để nó mềm với xe hơn cô chú anh chị và các bạn. Anh Phương rất là dễ thương luôn. Không thiếu clip cuộc tiếp cũng là dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.